Thời gian gần đây, thuốc lá điện tử đã trở thành trào lưu mới trong giới trẻ, thậm chí có em còn sử dụng thuốc lá điện tử khi mới ở lứa tuổi học đường. Theo WHO, các sản phẩm thuốc lá đều độc hại và ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thuốc lá điện tử cũng gây nguy hại đối với sức khỏe cộng đồng, tương tự như thuốc lá thông thường. Dung dịch sử dụng trong thuốc lá điện tử có thể chứa tới 60 dạng hóa chất chưa đốt cháy, ở dạng khói có khoảng hơn 50 hóa chất. Trong đó có rất nhiều loại hóa chất gây tổn hại các cơ quan khác nhau, làm tăng khả năng mắc ung thư. Bản thân nicotine có thể gây hại cho sự phát triển của não bộ, suy giảm trí nhớ, làm tăng huyết áp, hô hấp, nhịp tim. Đáng quan ngại là tình trạng pha trộn các chất ma túy trong thuốc lá điện tử gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tâm thần.